thưa bị nọng bắc cạn lè tỉnh khao pù mì lai dường đây giường ngày khe nằm bại thỉnh co nam trói bình chăm chướng sức lành. bại bi quá mà tỉnh bắc cạn đã lồng lè ngồi quy hoạch và lược nằm bại thỉnh co ra nam bền búng cáp sáu chế biến hết bền bại thỉnh xa trói bình đây xe chăm chướng sức lành. nảy đẩy ngồi lè cách hết đây phạ ngám khe bay khẩn mán chắn cho pi nọng dù búng kha bản mì việc hết mì thu nhập hử trang lườn trang bại pi quá mà sở khoa học vạ công nghệ tỉnh bắc cạn tạo cắp 6 bại đơn vị hết sổ dự án mưa năm vạ chế biến bại Thịnh ra nhà của cái vạ đẩy lai dưỡng đây mệt tứ bại dương của dự án hết đẩy ca này mì sổ lườn hợp tác xã rú trang tỉnh đang khảo thêm hết vạ hết óc lai thình ra nhà xài lai của cái hơn thêm sàng tỳ khẩu sim nằm trăm chướng vạ chế biến, nềm khoa học kỹ thuật, xe bại thỉnh của cái vẻn đây sướng, đài lai cần xa dự. Tứ Pi Long Xuyên Xíp Hốc, Thân Pi Long Xuyên Cầu, Hợp tác xã Đông Nam Dược, đài hết nềm dự án nghiên cứu, nằm co ra nhà rú tỉnh Bắc Cạn, đại sở khoa học vạ công nghệ tỉnh, các sáu trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì hết. Xong dự án, Hợp tác xã đã chắc mưa búng nằm, thình co đây và ngám hạp, xe hết óc lai like của cái khai. Sai tì nằm vạ chăm chướng nềm kỹ thuật mới. Quá tì, trang vi trang xuyên nhìn khiếp lý, hợp tác xã vận sẽ hết nềm khoa học công nghệ vạ nằm chế biến bại thỉnh ra nhà, bệnh hà thủ ô, tan quy, bách quản, tào đông, phả mử phi, ban lá dính, 6 pet hecta. Thực đầu tư khoa học kỹ thuật đại khảo sim mưa khoa học kỹ thuật của tỉnh hử hợp tác xã bong khói qua nấy khói vận năm và trăm chướng bại thình co ra nhà quý pen rú trang tính sáu bại dương mưa khoa học kỹ thuật lè lèo hết nem đây đúng quy trình trăm chướng bằng khún hữu cơ trang bại pi quá mà sở khoa học và công nghệ bắc cạn đã cáp sáu bại viện nghiên cứu trường đại học hết bại dương cẩn xíu mưa khoa học khe chướng trực vạ nằm sổ thình co gia nhà quỷ pèng bệnh đề án nghiên cứu khe nằm co gia nhà của tỉnh bắc cạn dự án hết mô hình nằm vạ chế biến bại thình gia nhà tứ co hoài sơn vạ địa hoàng khe khai xứ tỉnh bắc cạn dự án dùng khoa học vạ công nghệ nằm vạ khai dự co mắc trẻ phả xứ tỉnh bắc cạn sản tỷ đơn vị cùng khảo sim hết mưa cáp hạp, lọng liệt bại doanh nghiệp trang vạn nọc tỉnh, ao chèn khảo mà nằm vạ chế biến bại thỉnh co gia nhà. Trang tỷ mì dự án nằm, vạ dự co mắc trẻ phạ, rú xạ Tân Sơn, huyện Trợ mới, đã đẩy doanh nghiệp son cả mưa nằm và chăm chướng nềm quy trình, khơi tròi phe khuấn bỏn, xe pì nọng nằm khíp hectare, bại thỉnh co gia nhà đây, đẩy tiêu chuẩn, G.A. CP. Công ty, đang, công ty đang hết số tiêu chuẩn GACP, GACP, lè đáy ra đây, vừa hết nem quy trình nhân phê và năm thu cú nấy, lẽ có ra nhà sẽ đây hơn, tài nhi, lẽ cùng sẽ sâu hơn. Sai 6 năm bại thỉnh có ra nhà, bại dự án khoa học công nghệ, đại tròi nọng và bại doanh nghiệp hợp tác xã hết đây nềm quy trình kỹ thuật tứ nhân phè, nằm chế biến, chướng củ bại thình xa, của cái. Tứ tì, hết óc bại thình xa đây, ao khảo nằm vạ chế biến lai, hết thân hư khai lẹo thân tì, hết óc đầy lai thình xa nhà quỷ bèn hơn thêm, hử tỉnh. Luận bạc Hà Văn Sơn, dũ bản quốc xạ như cố huyện chợ mới, mị tình song xiên mét vuông đinh đam chay nảy là búng đin rú soi bò khiểu nằm nhòng pẹn bạc phấn lai tan xe nằm bắp nằm thua đin tọ cung nắm bèn, khai nắm đẩy kỳ lai chèn pi long xiên nhỉ khiếp lam tứ hưa tròi của hợp tác xã nông nghiệp thanh niên như cố bạc sơn đã chuyển búng đin nảy quá nằm có mắt trẻ phạ bạc sơn hử chắc lang tỉnh pi nâng nằm hăn có mắt trẻ phạ tấn máu hủ đây ngài nằm ngài chăm chướng Nắm kẻn đinh Chăm chướng nềm kỹ thuật Lè cùng đẩy củ sam thân xí bày trang pi Sàng ti con mát trẻ phạ Cùng xe đẩy hưng pi Nắm lèo ao chèn óc Dự phé lai, Nhòng pẹn mái cả sang nắm đẩy hưng pi Tọ con mát trẻ phạ Của lườn bạc Hà Văn Sơn Đã khai đẩy xí hiếp hạ triệu mân Quá hết Lè con mát trẻ phạ cùng bên đây và khai đẩy trá hơn khẩu bắp. Nhân kỹ thuật, lè bừa tướng đẩy quảng sam xếp phân, lè lầu đai nhà bay tay ếch. Vừa hãm xong xe khai, khai, co tướng đẩy quảng sam xếp phân thêm, tèo biai nhà lè nắm khó, nắm mì nam. Cả này hợp tác xã như cố, cùng hết nhà máy, máu hù cái. Vì khôn hôn hỉ lắm, Ví mì tì khai của cái. Dũ tỉnh bắc cạn cả này, mì tình xiên co ra nhà bại thình. Trang tì, mì lai thình xa quỷ bèn. Mái bèn bại thình co ra nhà, phấn lai cùng tan đẩy bay xa. Bay íp rú trang đông, sàng khảo sim thân nằm trăm chướng Tải thân sau khí thông biục, xẻ mèn lẹo bại thình co ra nhà, ra quỷ bèn mưa năm chế biến bại thình xa nhà phấn lai lè nhàng nội. Khai hết đây mưa nằm vạ chế biến bại thình co ra nhà và khai đại đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã mỉ bại khưa tròi, bại hợp tác xã trang cáp hạp nằm, trăm chướng vạ xa tí khai, ổn tình. Bại khưa tròi phấn lai, lê cáp hạp nằm, khai ra nhà, khưa tròi bại thình cha si, khai hết mưa cáp hạp, hết mô hình khuyến nông, son mưa kỹ thuật, khưa tròi phè cuốn bòn bao tủi to tem nhãn mát nhòm mì bại khưa tròi xe bị nọng hết kinh, nằm chế biến bại thỉnh co ra nhà. nhòm bèn đạ mì lai cần khảo xim hết thông nể tàng tỉnh đạ mì ship hết doanh nghiệp hợp tác xã hết óc như ship hết thỉnh xa sơ cấp ship khí đơn vị hết bèn thứ cấp chế biến đây và tỏng bèn hó tứ pi song xiên như ship nhì, thông pi song xiên như ship hạ tăng tỉnh miếp xếp lý dự án, đại ao khảo danh mục các hạp nằm, chế biến vạ khai của cái, tứ bại thỉnh, co ra nhà Hiện nay thì hợp Cả này hợp tác xã đang hết óc là... bếp thình của cái, bệnh cao co mát, và... và... mát chế phạ, trà co mát chế phạ và cao chỉ... hà đường... thủ ô, để để tròi pin tiểu đường, và... cao... Cà tròi bình mưa đúc đăng cao xả đâm hợp tác xả cùng son cả thân pì non nằm bại thình co ra nhà đai xe hợp tác xả mi thêm của cái chế biến hết óc lai thình ra nhà mơ khơi trò pì non nằm xa nhà bền búng và lâu dư chào việc hết hử pì và ngài hết óc bại thình của cái, bệnh cả pinon mì lờ na nâng tá đai nắm dùng thân lê chói teo sẽ nằm bại thình ra thì nhả hợp tác xạ dự liệu hứ bại lươn pinon. Tỉnh Bắc Cạn lồng lẻn thân pinon xiên nhỉ hạ sẽ mì tình hả, bác, hạ bác sĩ xếp hết ta đi nằm bại thình co ra nhà trang tí mì tành xăm bác sĩ xếp ta nằm và chăm trường đây dù bại Tồng nà, soi bỏ trong phá khách ta nằm tử bại cốc mại, thu đẩy ép xiên hốc bác tấn ra nhà, an pi. Xe hết đẩy vẹn tì, tỉnh vận sẽ bị bại khưa tròi, lọng liệt bại tổ chức, kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân, xài căn nắm trăm chế biến. Ngồi vạ lược óc bại thình phé ra nhà đây, xe nằm ngám sáu tôm đen lồng lẹn rú tỷ tỉ phuông. Tỉnh Bắc Cạn cùng khảo sim ao chèn, xe hét dự án nằm, chướng trực bại thình xa nhà, khảo khiêm thân chế biến, nằm bại thình xa nhà, quỷ bèn, của tỷ phuông. Khảo khiêm hưa tròi xe nằm trăm chướng, chướng trực bại thình co ra nhà, xe hét kinh đây rú búng khao pù lè dương cẩn lèo hét trang dự án xăm, mưa hét nông lâm nghiệp mắn chắn của chương trình mục tiêu quốc gia hết kinh tế xã hội búng, vị nọng, dân tộc nội cần và khao pù từ pi song xiên nhị xếp ép thân, pi song xiên sam xếp sáu tài này di chướng trực di nắm, óc lai xa nhà quỷ pèn cho pi nọng mì, việc hết khai đài chèn ven, giá tả khỏ tài sung tài sồng ca này dự án đang đẩy khảo khiêm hết dù lai tỷ phuông trang tỉnh khẩn luồng già ni lông và ván muối Lệ bại việc đẩy trải triệu văn lâm và bại cần trang lườn hết nèm quy trình nằm có mắc trẻ phạ nèm dự án nằm xa nhà quỷ pèn rú tỷ phuông nắm tan lườn trài lâm dù bản nà xăm xạ thượng giáo nhang mì tình nhì khiếp lườn đai cùng hết dự án sáu tình xí hectare. đẩy hết đây và cùng hết máu hù ngài nhòng pèn trài lâm và bại lườn trang bản còn chăn cả sướng sim khảo thình con nằm nảy công ty, ty thâm son cả mưa ao con mát chế phạ khảo năm xe hết kinh hử trang bán con lươn khỏi cung năm sáu tên bung nâng cả này đang nằm khỏi cung sướng sim cả hết dự án sẽ tròi hết kinh đây hử trang lươn và búng kha bám cái dự án, của nhà nước. dự Đó án của là... nhà nước hết hứ Đài năm có mát trẻ phạ khỏi hôn hỉ lắm cho có... pin khai đẩy lai chen trang bản của khỏi hết bệnh nấy le trắng bay khứn hết nẻm dự án hưa tròi khe nằm bại thỉnh co ra nhà ra quỷ bèn hết kim đây tứ bại thế lèn mì sản số búng khóc bù le dương đại khảo khiêm trang hết nềm chương trình mục tiêu quốc gia, hết kinh tế xã hội, búng vì nọng dân tộc nội cần và khao phù, từ bên trong xiên xếp ép thân bên trong xiên nhỉ xếp hạ, huyện Ba Bể Lê tì phuông, lược hết nềm, mô hình này. Nềm báo cáo nghiên cứu Lê tỉnh cả, mì quảng song bác Nhì xếp hách ta co ra nhà, đẩy quy hoạch nằm, sáu sổ chèn bổn tỉnh song bác tỉ mân, xe hết bền búng nằm ra nhà khét nhà máy, xe chế biến, bại thình, co ra nhà. Xe mì quạng, xếp bếp thình xa đẩy lược, xe nằm, bệnh khôi nhung, ba kích, thác dạ, trà béo lương, mát trẻ phạ, hà thủ ô, xạ đâm, nhân trần, mát nẻn. Cả này đơn vị chủ trì hết dự án, lề sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn đã lược đẩy đơn vị chủ trì các hạp hết giám tàu, đã nắm đẩy tình chất hách ta có mát trẻ phạ, rú xạ thượng giáo. Ngồi vạ xa đẩy tì hết nhà máy chế biến, bại thình xa nhà, rú xạ chu hương, sáu hạ hách ta. Cả này, đang ái, đẩy hết. Đối với dự án dự liệu... Đây Tối dự sáu dự, dự án nằm co ra nhà, đẩy hết cáp hạp. Sáu bại dường tín. đây, xe cháo ó búng nằm vạ chế dự biến đây hơn mì bại cáp hạp chữa công ty hợp tác xã và bại lườn pinong nhòng vẹn cấn leo mì bại giường đây mưa kỹ thuật lê chăn cần diếu xe hết bên lừ bong lầu một, hết rú búng tóc và, tổ và hết óc lai hết nềm kỹ thuật và công hết tông căn hết bên lừ xe hết đây bại thình co sa, tứ nằm trăm chướng chế biến và hết đẩy bệnh tì, lê trắng mì đẩy bại dương, đêm nhạc. Sáu tài này hết bên bốn năm, chế biến rú sảng căn và hết nềm công nghệ sung, ao bại thình co ra nhà, khẩu hết kinh rú tỉ phuông và bên bại thình co nằm, đẩy lai cần chắc thân, ét lè lèo cáp hạp nằm, xa tí khai ổn tình, bại thình co ra nhà, trang búng vì nọng dân tộc nội cần, mì việc hết và mì đẩy thu nhập hử Pì nọng tỷ phuông dự án nằm bại thình co ra nhà trang búng Pì nọng dân tộc nội cần đầy hết lê dương chăn cả đêm nhạc tròi tình bắc cạn hết kín đây tứ bại giường sẵn mì của tỷ phuông mắn chắn